feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Yeah.
Ủa mà này nó phải lá chuối không thầy? Chuối cất tông này không đem chuối đâu. Cái này phải xúc pháo. Cái này phải xúc. Bởi vậy mà đi với anh thầy mày đi không được rồi. Em đi với anh thầy không được rồi thấy. Mày cầm con dao mà mày sợ con chó hả? Đi nữa hả? Đi. Mở mở hiện kim kêu mở rồi trong ba lô có gì? Cái ba lô cái trong em là có chanh. Chanh để cái em ăn ba lô nào em lên chị. Đó mày cầm má cái ba lô đây nó ngon được. Ôi nãy luộc nước nước ngọt hả? Em lấy cái dao chặt cái đó được không? Cái này có chọn như đây không? Có. Vô với cầm muối. Đúng. Anh lấy nó đi luôn, cỡ như thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn, có đến này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 con là bao nhiêu thằng? 9 thằng à? Mỗi thằng 2 con. Mỗi thằng 2 con. Thế chia ra đâu phải vậy đâu được, đủ mấy con lớn con nhỏ hay sao? Thì bây giờ mày chia ra, để tao chia đi. Cho. Để tao chia cho. Tao chia cho, một con, cứ một con này với một con kia. Công bằng nhất rồi. Ủa, 10 người mà anh. Em không tính hả? 10 người là cái gì? 10 người hả? Sao mà 9 người tới đây rồi? Rồi, rồi. Đúng rồi, thầy đéo đổ đây. Anh có đếm ảnh đâu. Không, tao đếm tao nha. Tại anh ấy xe. Ông là đủ mấy lúc nào ông đếm ông trước hết á. Mày nghĩ tao lại như thế à? Ông là đủ mấy lúc nào ông đếm ông trước hết á. 10 người là ăn. Thôi, em ăn con thôi, con này được không? Ừ, được. Rồi, dưới cái càng ở đâu đây? Con cá đậu. Còn vậy nó mới thấm. Ăn chưa? Rồi, 1, 2, 3. Con này rồi đây. Anh Hiệp đạp trên đây chứ đạp tay em. Tại cái nào? Đạp tay. Đúng rồi, ok.
Đâu mà đấm đầu vậy? Rồi, bạn nhé. Đủ 3 lần đấy mình nhảy nhá. Được nào. Nặng quá, nặng hay mẹ luôn. Ông nặng. Lên nhặt chắc chắn chưa? Nhìn đó anh hiền. Chắc chắn chưa? Đứng chưa? Đứng chưa? Chắc chắn chưa nào? Rồi. 1 8 2 3 Chắc là Ha 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 ha